Xin chào mọi người, Nấm đang quay cho mọi người xem cái giống nấm tú cầu mà hôm bữa bên Nấm cấy rồi nó còn dư. Hôm nay để khoảng cả 10 ngày thì nó ăn to như thế này, kinh khủng thiệt. Coi nè mọi người, này trắng luôn kìa, còn mạnh thiệt. Còn mấy cái chai này thì nó ăn to lên thế này, mọi người thấy. Nói chung là bây giờ cái mấy cái chai này không có dùng được nữa nha mọi người. Bây giờ nấm không có dùng nữa nên là quay là chia sẻ cho mọi người rồi bỏ nó luôn. Còn ra cái khác. Nên là nấm kim chai nó thấy cái độ mạnh của nó có. Nó còn dư khoảng cả 3-40 chai vậy đó. Đây mọi người, cái lô này là bỏ hết nha mọi người, già rồi, còn tiến hành là làm lại cái khác. Nên trước khi bỏ thì quay lại, thấy nó còn mạnh, rồi không sao, làm lại. Còn đây thì mấy cái chai bào ngư, bào ngư nha mọi người, bào ngư chứ không phải tủ cầu nha. Nấm đang nấu môi trường ngoài kia rồi. Đẹp rồi. Mai cấy. Nấm lựa 3 chai đẹp nhất cấy thôi. Nói chung là khi mà làm phân lập ấy, thì 5-6 chai. Có lúc cả chục chai cũng được, nhưng mà nấm sẽ loại bỏ hết. Chai nào mà đẹp nhất, mạnh nhất, trong này có 3 chai này là ok nhất, là ngày mai tiến hành làm nè. Để mọi người thấy không? Ghi rõ này. Đây 30, đây 19, không có 10 ngày. Còn ở đây thì bỏ cũng nhiều. Rồi quay cho mọi người xem luôn. Ở đây là đang là sinh khối đông trùng. Đây mình cũng sẵn quay sinh khối. Mình nắm nuôi một ít à, hôm bữa còn là ít thôi làm sinh khối luôn. Rồi. Còn cái anh này á, đây anh này thì bào ngư lách. Anh này là lách của cái máy lách này, đây này của nó nè. Nhưng mà do á, là cái này mình thấy nó đặt đủ rồi, mình lấy nó ra mình để đây. Đây. Còn cái anh này thì bữa anh thấy anh còn lõn hơn nên là lách thêm. Rồi. Thì hôm nay chỉ có quay lại cái tú cầu cho mọi người xem thôi. Ngày mai tiến hành dọn dẹp nó. Rất là đẹp. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người.